Sóc Hoàng Nhật Lệ xin chào các bác. Ngày hôm nay em lên sóng cập nhật với các bác về cái số lượng máy điều hòa. Ở đây em có khoảng 30-40 con điều hòa, một cục nội địa cửa sổ. Em sẽ tư vấn cho các bác, trả lời một vài câu hỏi các bác là các cái dòng máy này nó như thế nào nhé. Đầu tiên thì về chất lượng của nó thì nó có 3-4 cái hãng thì chất lượng như nhau thôi các bác. Đa số là của hãng Corona, Haier, Kozomi, ba cái hãng chính là như vậy. Chất lượng thì nó cũng xem nhau thôi, công suất thì nó cũng đôi di nhau 7.000-8.000 BTU thôi ạ. Đấy, dòng này thì nó là dòng điều hòa cửa sổ. Bên Nhật họ dùng rất là nhiều, tức là họ có một cái ô thoát cái khí nóng, họ đặt lên, cắm điện vào là chạy thôi. Đấy. Về điện năng có tốn điện không thì trả lời câu hỏi cho các bác là nó không tốn điện bằng cái máy treo tường đâu nhá, vì công suất của nó có 7.000 BTU thôi, điện nó có 600-700W, cho nên là lượng điện tiêu thụ thì sẽ không bằng cái máy hai cục được. Giá cả thì bọn này thì nó đang dao động vào trung bình khoảng 3.6 triệu một chiếc, có những con nổi trội hơn thì sẽ đắt hơn, còn trung bình em đang bán là 3.6 triệu một chiếc nhé. Kích thước bọn này thì chiều cao nó đa số là 75 phân, chiều ngang là khoảng hơn 30, dày thì vào khoảng hơn 20 phân. Ở đây là đằng sau của một con máy điều hòa một cục ấy. Đấy. Độ bền thì nói chung bọn này thì chắc là không phải nghĩ gì, em bán thì tỷ lệ hỏng thì gần như là không có, gần như là không có máy hỏng nhé. Tỷ lệ rất là bền, độ bền rất là cao. Bọn này thì đa số là máy một chiều thôi, nhưng mà tuy nhiên thì cũng có một vài con hai chiều nóng lạnh. Đây, như hiện tại em vừa về được là hai con Corona này này. Hai con Corona này là hai chiều nóng lạnh nhé, các bác nhìn đây này. Hot này, The Icon này. Đây, có cả phốt ẩm này, nóng lạnh, quạt gió, chứ là 4 chức năng trong 1 này. Nếu bọn này thì đang ra bán là 4.5 triệu, đi kèm được khiển đa năng. Có một con Morita ở đây cũng 2 chiều nóng lạnh, bán 5 triệu. Đấy. Còn đa số đều là 1 chiều hết. Bọn này thì nó rất tiện lợi để các bác lắp đặt di chuyển mọi lúc mọi nơi ở đâu cũng được. Độ lạnh rất là sâu, dao động vào khoảng từ 15 đến 20 độ C tùy chiếc. Đấy. Độ lạnh dao động như vậy. Các cái phòng thì các bác dùng cho phòng khoảng 10 đến 15 mét vuông. Tuy nhiên hợp lý nhất thì là 10 đến 12 mét là hợp lý nhất. Còn phòng rộng một chút thì hơi thấp thì cũng ok. Đấy. Rất là nhiều bác muốn tư vấn cái điều hòa này thì thực sự nó cũng chỉ có đơn giản như vậy thôi. Để bọn này thì nó chạy điện 100V thì đương nhiên là các bác phải có đổi nguồn li hoa cho nó rồi. Đổi nguồn thì dùng đổi nguồn nào cũng được, miễn là đổi từ điện 220V sang 100V. Công suất tối thiểu thì các bác mua cho em từ 1.500W trở lên thì máy mới chạy được nhé, vì nó chạy khi nó còn có dòng khởi động. Về nước của nó thì lắp đặt như thế nào, bọn này thì các bác chỉ cần gác lên cửa sổ, quay lưng ra ngoài, phải có hệ thống tự tưới tiêu nước ở đây. Nước bọn này thì đa số là tự tiêu nước hết, nó sẽ tự động tưới nước lên dàn nóng này và là tiêu hơi nước luôn. Các bác bố trí một cái đường thoát khe nóng ở đây cho nó. Có lưu ý là các bọn này thì các bác không thể lắp ống được không nhé, ống nó thu gọn lại thì nó không đủ cái khoảng thoát khí nóng thì máy nó sẽ ngừng hoạt động. Đấy. Chung là rất là tiện, em có vừa về rất là nhiều. Các bác nào mà trong nhu cầu lấy thì các bác liên hệ, giá cả thì như vậy. Đấy, cái kinh phí vận chuyển đi thì đương nhiên là khách hàng mua thì các bác chịu rồi. Vận chuyển vào Sài Gòn hay các tỉnh trong miền Nam thì dao động từ 300 đến 350 và các tỉnh bên trong mới như vậy. Ở ngoài Bắc này thì dao động khoảng 200 đến 250. Máy thì nó nặng 21 cân, khi đóng thùng xốp vào thì nó cũng họ Viettel họ tính lên cái lằng nhằng lên đến 30 cân. Đấy. Bọn này thì có điều khiển từ xa đi kèm. Từ xa thì đa số là điều khiển đa năng thôi nhá, tất cả đều điều khiển đa năng khiển học thôi. Chứ không có khiển zin đâu, khiển zin thì rất là đắt vì cái bọn này rất là hiếm. Khiển zin thì nó nhập được một chiếc thì nó rơi tầm 500.000 một chiếc điều khiển zin. Đấy là như vậy. Đấy. Tất cả thì điều hòa thì nó cũng như vậy thôi. Đây là cái xe thoát khí nóng của nó, khí lạnh của nó, xe nhỏ này thôi. Độ đánh rất là sâu. Em bán cái dòng này chuyên nghiệp mấy năm nay rồi, năm nào thì cũng bán vài trăm chiếc, rất là nhiều. Nhu cầu của bác dùng rất lớn, chưa có bác nào mà phàn nàn thắc mắc gì về nó cả. Máy chạy rất là bền, ổn định, lạnh, hay, bền bỉ. Em vừa về một gần 10 con này rồi các bạn này, rất là nhiều nhé. Các bạn nào đang có nhu cầu lấy các bạn liên hệ em nhé, em ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Ship hàng toàn quốc, hình thức mua bán thì các bác đặt cọc trước 500.000 qua chuyển khoản, nhận hàng các bác kiểm tra đúng hàng, các bác thanh toán nốt, được phép cắm điện chạy thử trong vòng thời gian ngắn, người giao hàng sẽ chờ. Đấy. Xin chào các bác nhé.